trong các video trước, chúng ta đã biết cách sửa chữa một cục sạc từ cục sạc thường Trung Quốc đến cục sạc iPhone. Bây giờ hôm nay mình sẽ khám phá ra chiếc cục sạc chính hãng của LG nha các bạn. Đây, sạc của LG. Đây cục sạc chính hãng, các bạn cầm khá nặng tay nha các bạn. Rồi kiểm tra cái đầu này là không đầu cắm AC 220V, không có cái bao bìa. Cầm sạc nặng tay. Các chi tiết của các tem được in rõ nét nha các bạn. Họ muốn kiểm cục sạc này bên ngoài có thể làm giả, nhưng mà chúng ta hãy kiểm tra bên trong coi như thế nào. Các bạn lấy một bộ nguồn cắm thử cái test coi nó còn sống hay chết nha các bạn. Các bạn lấy cho mình cáp sạc USB. Rồi dùng một chiếc điện thoại để thử coi sạc có vào hay không nha các bạn. Rồi, không có tín hiệu gì, chứng tỏ sạc nó hư, mất nguồn nha. Sạc không báo gì nha các bạn. Để mở cục sạc này, chúng ta có cái ốc lớn 6 cạnh. Chúng ta hãy dùng cái vít T8 nha các bạn. Các bạn sử dụng cho mình cái vít T8. Bỏ hai con ốc giữ cái bỏ nắp sạc ra. Sau khi tháo hai con ốc xong, các bạn lấy cái vít dẹp, một là dùng vít dẹp, hai là dùng cái vuông móng tay để này thôi, cái ngàm này vậy. Cái này mình nặng cái này sẵn nha các bạn. Lúc đầu là nó nặng, nó nặng là hơi khó, hơi cứng. Các bạn cái nặng cái này nó bình thường. Này theo cái rãnh nó bên hông rồi. Sau khi nặng xong, chúng ta sẽ tách ra được hai cái chân này là chân cắm AC nguồn vào 220. Có hai cái má cục sạc sẽ tiếp xúc với hai cái chân. Tiếp xúc với hai chân nguồn trên bo, nguồn vào AC. Đây nè, nó sẽ thấy tiếp xúc hai cái má này. Các bạn cứ nảy lên. Cái cục sạc này bị nổi IC nha các bạn. Nổi IC nguồn xung. Đây là IC nguồn xung. Còn đây là con điện trở cầu chì. Điện trở cầu chì ngõ vào. Bốn con này là bốn con cầu diode.
Đây là các bạn, đây là điện giải cầu chì nha các bạn. Điện giải cầu chì. Đây là bốn con cầu đi dốt. Và cái này là tụ lọc nguồn DC 300V sau chỉnh lưu. Con này là con biến áp xung. Đây là diode chỉnh lưu đầu ra. Còn cái này là tụ lọc nguồn khoảng 10V. Cái giá trị là 10V 220mA. Thực tế là nó sẽ chỉnh lưu khoảng từ 5V đến 5,6V DC ngõ ra cho cái cổng USB. Đây giờ có USB ngõ ra. Ở đây sẽ có hai ba tụ, một tụ lọc nguồn, một tụ lọc nguồn cho con IC dao động này, IC nguồn dao động. Các bạn kiểm tra, trước tiên kiểm tra muốn sửa cục sạc này, các bạn kiểm tra cái gì? Trước tiên kia các bạn kiểm tra điện giải cầu chì cho mình. Đầu tiên, có nó bị đứt hay không? Ở nhà các bạn có đồng hồ số thì các bạn dùng đồng hồ số nha. Đồng hồ kim. Đây đồng hồ kim. Còn các bạn có đồng hồ số thì lấy đồng hồ số là kiểm tra cho dễ. Các bạn chỉnh điều chỉnh vặn biến trở và cái thang đo diode cho mình. Các bạn đo cho mình cái điện trở cầu chì. Đây nè, 2 chân AC. Điện trở cầu chì coi nó bị đứt hay không. Con điện trở cầu chì này bị đứt nha các bạn. Không thấy lên kim luôn. Không thấy lên kim. Kiểm tra tiếp theo là 4 con diode bên đây. 4 con diode chỉnh lưu. Có con nào bị đứt hay bị chập hay không? Đo đủ que đo nha các bạn. Một cái lên điện trở cao, một cái lên điện trở thấp. Khoảng 500 mấy đến 6, gần 600 ohm. Các bạn nếu muốn biết chắc chắn hay không thì tháo cái con diode này ra. Tháo một đầu ra rồi đo cho chính xác nha các bạn. Để trên bo nhiều khi nó không chính xác. Nhưng mà cái này đo nhanh được. Con này tốt nè. Kiểm tra thứ hai. Tốt. Kiểm tra con thứ ba. Con này tốt luôn bạn. Đo được 565 ohm. Từ anode sang cathode và đo chiều quay đo ngược lại thì giá trị cao hơn. Là 4 con diode chính lưu này tốt nha các bạn. Vì nếu mà các bạn thay cái con điện trở cầu chì này hư, các bạn thay con điện trở cầu chì này thì chắc chắn sẽ có nguồn bơ cộng. Nguồn bơ cộng khoảng 300 đến 310V DC. Nó nằm trên cái tụ này, tụ lọc nguồn này. Có một nguồn bơ cộng, nó sẽ qua một con điện trở mồi. Điện trở mồi sẽ cấp nguồn cho con IC dao động. Đây là con IC nguồn xung dao động nha các bạn. Tạo xung dao động. Nó vừa tạo xung và vừa kích xung. Kích xung kích lên
tích bổ sung cho đưa lên bộ sơ cấp của biến áp xung này. Đồng thời cảm ứng qua bên thứ cấp sẽ có một xung điện nhỏ, xung điện nhỏ AC, sau đó chỉnh lưu nhờ một con diode đầu ra này nè, rồi lọc nguồn ra khoảng 5 ohm DC. Cấp cho chân dương của USB thế nào ạ? À, các bạn V-bus cộng đây nè, cấp cho chân dương. Ở đây chữ mắt ground là mắt. Cái con IC nguồn nó sẽ thay thế cho hai con chân store BNP là con C1815 tạo số di động, và con 13001 hoặc 13003. 13001 thì sẽ sử dụng cho các sạc dòng nhỏ khoảng tầm 300mA đến 500mA, là dòng nó dòng 1A. 1301 là dòng 1A, còn 13003 là dòng 3A, là dùng cho các sạc lớn hơn. Ở đây chúng ta phân biệt được sạc diêm và sạc lo nha các bạn. Ở đây sạc diêm đó, các bạn nhìn linh kiện nè, linh kiện của nó là đồng nhất. Cái thứ hai, họ dùng biếp xung được chất lượng hơn cái biếp xung bình thường. Ngoài ra bên đây với sạc diêm, người ta hay đổ miếng keo trắng các bạn. Đổ keo trắng, cái này á, thứ nhất là chống ẩm, chống nước. Và thứ hai là cố định. Trong trường hợp mà rơi vỡ cục sạc á, cái mối hàng, cái chân của mối hàng xong bị lắc, rung lắc mà bị xúc chân ra, sẽ giữ chặt. Ở đây, bên đây người ta, cái bo mạch sạc của xe LG, người ta sẽ dùng hai con điện chở cầu chì nha các bạn. Một con nằm đường nguồn nè, đây nè, các bạn phân biệt rất dễ, từ nguồn AC qua điện chở cầu chì. Đây nè, con điện chở cầu chì này thay cho cầu chì ống, khi nó quá dòng nó sẽ nổ đứt. Các bạn cứ đo bình thường cho mình nè, chỗ này con này bị đứt rồi nè. Trong cái bo này sẽ dùng hai con điện chở cầu chì. Ở trên đây sẽ có một con điện chở cầu chì nữa. Mấy điện chở cầu chì các bạn kiểm tra luôn nha các bạn. Đây nè, chúng ta đọc 4 ohm. Điện chở cầu chì là 4 ohm, con điện chở này nè. Đối với cục sạc này hư thì các bạn sửa cũng được. Trước tiên các bạn cứ làm sao tháo con điện chở này, tháo con IC này ra, rồi đo lại cái đường B cộng có bị chậm chập hay không. Sau đó câu lại con điện chở cầu chì này, đo lại điện áp trên tụ nó ra, sau chỉnh lưu coi nó được khoảng 300V DC hay không. Sau đó các bạn kiểm tra con điện chở mồi, đây nè, cái này con nguồn sau 300V DC nè, qua một con điện chở cầu chì nữa, cấp nguồn bên này khoảng 300V DC, kiểm tra các điện chở mồi phân cực cho con IC dao động này. Các bạn tháo ra đo kiểm tra cái điểm này khoảng 300V DC hay không.
sau đó kiểm tra các độ điện trong chảo cầu chì coi bị đứt hay không, đứt con nào hay con đó. Mà đa phần thì các linh kiện dán SMD này rất khó tìm linh kiện thay thế nha các bạn. Mình nếu mà mình không phải là hãng chuyên sản xuất và các linh kiện mà các bạn khó tra cứu so với linh kiện bình thường. Rồi các video về sửa sạc mình đã up trên kênh của mình rồi, các bạn có thể tham khảo thêm nha. Cần gì các bạn cứ để lại comment, mình sẽ trả lời.